Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Để góp phần hạn chế sự gia tăng về số người nghiện, các cơ quan chức năng và địa phương đã tổ chức khá nhiều hình thức cai nghiện, song kết quả lại chưa như mong muốn, số người nghiện vẫn có tỷ lệ cao. Gần đây, bài thuốc CDMX được Bộ Y tế có quyết định cho phép lưu hành, sử dụng trong các cơ sở cai nghiện ma túy, bước đầu đã đem lại hiệu quả đáng mừng. Qua phóng sự và trao đổi giữa phóng viên truyền hình Công an Nhân dân với tiến sĩ Nguyễn Phú Kiều, chủ nhiệm đề tài hợp tác khoa học theo Nghị định thư khóa 5 giữa Việt Nam và Trung Quốc về nghiên cứu cơ chế của thuốc CDMX trong cai nghiện ma túy, chúng ta sẽ hiểu rõ thêm cơ sở khoa học và tác dụng của loại thuốc này. Tình hình buôn bán vận chuyển ma túy, số người nghiện ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy trên thế giới và ở Việt Nam ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có hơn 153.000 người nghiện ma túy. Đó là chưa kể số đối tượng đang lao động tại các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý. Chúng ta đều biết, ma túy làm gia tăng tội phạm, làm suy thoái giống nòi, phẩm giá con người và đã phá hoại hạnh phúc của bao gia đình. Điều đáng lo ngại nữa là số người nghiện ma túy bị lây nhiễm HIV/AIDS ngày càng cao. Tệ nạn ma túy còn là tác nhân làm gia tăng các tệ nạn xã hội khác, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và đời sống của cộng đồng dân cư. Nghiêm trọng hơn nữa, ma túy còn hủy hoại sức khỏe của một lớp người, chủ yếu là thanh niên, làm mất đi một lực lượng lao động chính trong xã hội. Đối với gia đình có người nghiện ma túy, nó còn là nỗi kinh hoàng có thể làm khuynh gia bại sản, con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em. Và ma túy còn có thể biến những con người bình thường dần thành kẻ phạm tội hoặc kẻ bệnh hoạn. Vì vậy, việc đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy và cai nghiện cho người nghiện ma túy là một đòi hỏi cấp thiết. Bởi thực tế, số người nghiện ma túy so với các năm trước đều gia tăng. Phác đồ điều trị bệnh nghiện ma túy đem lại hiệu quả cao vẫn là bài toán khó. Đã có nhiều phác đồ điều trị, nhưng tỷ lệ tái nghiện ma túy luôn chiếm từ 80 đến 90%. Đây thực sự vẫn là căn bệnh nan y, cần tìm ra một phương thuốc chữa trị có hiệu quả hơn. Năm 1995, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đã đề xuất nghiên cứu thuốc từ nguồn thảo dược nhằm khai thác nguồn dược liệu đa dạng phong phú của nước ta để bào chế ra thuốc chữa các căn bệnh hiểm nghèo, trong đó có thuốc CDMX, để hỗ trợ các cơn nghiện và điều trị chống tái nghiện ma túy. Đây là đề tài khoa học cấp nhà nước. Theo đề tài, các thành phần của CDMX được tạo nên bởi hơn chục loại dược liệu. Toàn bộ nguyên dược liệu này đều sống ở vùng thổ nhưỡng đa dạng của Việt Nam, từ vùng núi cao Trung Du và cũng có loại ở đồng bằng. Cây nguyên liệu được khai thác sơ chế theo đặc tính, đảm bảo chất lượng và tính chất sinh dược. Trải qua các khâu, tẩm sấy, xay sát, có loại ép lấy tinh dầu. Từ những nguồn dược liệu quý này, cùng với một số thành phẩm dược tá khác, các nhà khoa học đã cho ra đời một loại thuốc để điều trị căn bệnh nghiện ma túy. Đây là cái sắc phổ này là chiết từ hoàng liên, tức là một cái dược liệu, một trong những dược liệu mà chúng tôi dùng để sản xuất cái CDMX. Trong hoàng liên thì nó có alkaloid, thì phải dùng các cái phản ứng của alkaloid và xem một cái thành phần của nó ở trong đó, mà hoàng liên chủ yếu là berberine và palmitin. Thế thì xem nó có hay không, và cái hàm lượng ấy nó có đạt tiêu chuẩn quy định của dược điển hay không. Thường dược điển người ta quy định cái nguyên liệu này phải 4% trở lên thì mới làm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phú Kiều, lâu nay thì ở nước ta đã có rất nhiều cái bài thuốc để điều trị những người nghiện ma túy, thế nhưng mà thực tế là cái hiệu quả còn rất thấp. Quan điểm của tiến sĩ như thế nào về cái việc mà điều chế ra một cái loại thuốc để chữa cái bệnh nghiện ma túy này có hiệu quả cao? Để hiểu rõ vấn đề này thì về dưới ánh sáng khoa học thì chúng tôi có thể tóm tắt có những nguyên nhân chính. Một là do chúng ta trước hết là trong mấy thập kỷ qua, từ năm 1975 thì thế giới người ta đã phát hiện đây là một căn bệnh sau khi người ta tìm ra cái móc pin của cơ thể người bình thường. Thì người ta cho đây một căn bệnh gồm 3 nguyên nhân, thì nguyên nhân sinh học và nguyên nhân tâm lý học và nguyên nhân xã hội học. Trong đó các nhà khoa học phải có trách nhiệm giải quyết hai nguyên nhân là nguyên nhân sinh học, tức là nghiện thực thể là đói móc pin,
và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân nghiện tâm lý. Thế còn nguyên nhân xã hội học thì là vai trò thuộc về các cơ quan chức năng nhà nước, đoàn thể, rồi của gia đình và bản thân bệnh nhân. Thế nhưng mà từ năm 1995 là bắt đầu Việt Nam có đưa một thuốc, bài thuốc vào để mà áp dụng cai nghiện cho bệnh nhân. Thì tức là chúng ta dùng cái loại thuốc an thần kinh, thì là gọi là ATK, áp dụng ở các trung tâm cai nghiện. Và sau đó thì có được đưa ra cộng đồng. Nhưng mà nếu xét về mặt khoa học thì an thần kinh cũng chỉ là một cái thuốc hỗ trợ cắt cơn. Nó bao gồm có một số thuốc an thần mạnh, bình thần như là gardenan, rồi aminazin, seosen. Mà trong đó seosen thì lại có tính gây nghiện. Thế cho nên là cái thuốc này nó chỉ có tác dụng là an thần và hỗ trợ cắt cơn, chứ nó không giải quyết được nguyên nhân sinh nghiện là đói ma túy. Vì trong đó có một chất có tính gây nghiện là seosen. Nên sau khi mà các cháu hết các thời gian tập trung chữa bệnh, rồi giáo dục lao động, dạy nghề ở các trung tâm, khi trở về địa phương thì về mặt khoa học là các cháu vẫn là người nghiện, tức là vẫn mang trong mình nguyên hai nguyên nhân là đói ma túy và lệ thuộc tâm lý. Thế còn ngoài ra một số pháp nữa như là chúng ta đang quan tâm, như là một số bài thuốc của y học cổ truyền của các ông lương y có thể được phép hoặc không được phép sử dụng ở các địa phương, hoặc là các phương pháp châm cứu, thì tôi cho đấy cũng chỉ là một cái giải pháp để mà giúp người nghiện vượt qua những cơn. Khi mà họ cắt bỏ thuốc thì nó xảy ra những cái triệu chứng của chứng cai rất là mạnh mẽ, và trong đó là có triệu chứng mà bệnh nhân rất hoảng sợ là cái rời bỏ. Thì đấy lý do chính là, hay nói cái tóm gọn lại là các thuốc từ đây hết về trước mà đang lưu hành thì chúng ta chỉ có tác dụng là hỗ trợ cắt cơn, chữa triệu chứng mà chưa giải quyết được nguyên nhân sinh nghiện. Cho nên là cái kết quả chưa được như mong đợi. Thế thì để mà đáp ứng được cái yêu cầu phòng chống ma túy của Đảng, Nhà nước cũng như là mong mỏi của người bệnh, thì các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới phải nghiên cứu, tìm kiếm ra một cái loại thuốc, dù nguồn gốc là hóa dược hay nguồn gốc từ cây cỏ, thảo dược, thì phải đáp ứng được những yêu cầu mà về mặt khoa học như sau. Tức là thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo tính an toàn của thuốc. Dù thuốc ở bào chế dạng nước, dạng viên nén hoặc là viên nang, cứng viên nang mềm, thì nó phải đảm bảo tính an toàn, tức là không được chứa độc chất, tức là không gây chết người. Và thứ hai là cái thuốc đó nó không được gây cái tác dụng phụ không có lợi trước mắt hay lâu dài, có nghĩa là không làm thay đổi cái chức năng của cơ quan tạo máu, rồi chức năng của gan, rồi của thận, cũng như là về lâu dài thì nó không thể gây ra được những cái ảnh hưởng tới cái vấn đề sinh nở, tức là quái thai. Đấy là cái yếu tố mà bắt buộc là phải đạt yêu cầu tính an toàn. Ngoài ra đã gọi là thuốc điều trị bệnh nghiện thì chắc chắn là không được chứa chất gây nghiện. Đấy là một nguyên tắc bắt buộc, anh điều trị bệnh nghiện cho bệnh nhân thì trong thuốc đó không được chứa chất gây nghiện. Thế còn thì cái methadone ấy, là cái năm vào năm 80 của thế kỷ 20 thì các nhà khoa học trên thế giới người ta tìm mãi, ngoài ra thuốc cai nghiện chưa được thì người ta bắt buộc phải sử dụng một cái thuốc gây nghiện nhẹ hơn để thay thế ma túy. Nhằm mục đích gì? Là người ta đang tìm kiếm một cái lợi giảm tác hại của lây nhiễm HIV và những bệnh truyền nhiễm. Thì đây cũng là ma túy tổng hợp thôi, nhưng bệnh nhân sử dụng uống không chích thì người ta hy vọng rằng sẽ lấy được cái lợi là không tăng được cái tỷ lệ HIV. Chứ thực chất ra là cái thuốc này không có giá trị điều trị bệnh, nó chỉ là thay nghiện. Thì đấy là thực trạng các thuốc cai nghiện như thế. Thế còn về mặt thứ hai mà chúng ta quan tâm đến về cái hiệu lực của thuốc. Một cái thuốc mà bên cạnh tính an toàn tôi nói trên rồi thì cái hiệu lực của thuốc là chúng ta phải đạt được hai cái yếu tố rất quan trọng. Một là cái thuốc đó uống vào, sử dụng một con đường uống hoặc tiêm. Đấy, thì nó phải kích thích được cái bộ não